người ta đang dắt ra. Chỉ có chỗ chợ này thôi ở nhà là có nước cam organic này, nước cam là nguyên trái. Sáng sớm cô chú anh chị, trời rất là lạnh luôn, mười mấy độ à, cho nên con em bị bệnh á, cho nên bây giờ em phải chạy ra ngoài chợ em mua một miếng cá mà phi lê á, rồi em nấu cái cháo cho con em. Em chạy ra cái chợ xem lớp á, cô chú anh chị, là đây nè, chứ cũng giống như là chợ Costco, nó cũng kế bên cũng chợ Costco luôn, nhưng mà cái chợ này thì nó lại nhỏ hơn ở trong chợ Costco hơn một chút. Nhưng mà ở đây á, là mình vô ra thì mình phải có một cái thẻ như vậy, rồi ở trong đó là đặc biệt trong đó là sẽ bán cái nước cam. Cái chợ khác á, là nước cam của người ta là giống như là cũng là nước cam, nhưng mà nó không có phải nguyên thủy, là giống như là người ta lấy từ cái trái cam người ta dắt ra, không có vậy. Có những chỗ là nước cam của người ta là nó giống như kiểu như sao ta, nước ngọt của nước cam, còn cái chỗ này là nước cam ta dắt từ trong trái nước cam ra luôn. Nhưng mà mình mua ít thôi, tại vì mình uống không hết á, rồi nó sẽ miệng nghe cái mùi, uống mình để lâu nó nghe cái mùi hôi ê, mình để lâu cỡ chừng một tuần á là nó dễ bị hôi ê nha, tại vì nước cam nguyên thủy. Còn nước ngọt của nước cam á là mình để lâu thì không sao. Bây giờ em thấy chạy vô đó, tại vì cả nhà biết không, mùa này á là mình uống nước cam á thì nó sẽ tốt cho cái sức khỏe của mình. Giống như con em nè, nó đang bệnh nè, em cho nó uống cái này vô thì nó lại tốt nữa. Đây nè ông bà cô chú anh chị, cái chỗ này thì mình chạy á, là mình phải coi chừng nha, tại vì ở đây nó có để là cái bảng của người ta đi bộ á, mình chạy mình coi chừng á nha, coi chừng người ta đi bộ, mình sẵn mình chạy sẵn người ta là có chuyện á. Sáng sớm nó ăn nè, nó còn không nghe đâu, quá trời luôn cả nhà. Wow, đẹp quá cái xinh. Tại vì em chạy em sợ em sắn á. Đẹp quá. Cái nhà quá trời luôn nè, sáng sớm con quạ nó quá trời luôn. Hai con quạ hai con chim em có không biết phân biệt nữa. Ở trong này nè cô chú anh chị, trong cái chỗ này là bán nước cam tươi á nha, chỉ có chỗ này thôi. Còn những cái chỗ khác thì em đi không có thấy. Giống như ở trong Costco á thì người ta có bán loại nước cam, mình nước cam của nước ngọt á. Cái chỗ này nè cả nhà, là người ta sẽ làm cái membership service. Mới nãy em có cho cả nhà xem là cái thẻ em á màu xanh á, bây giờ nó upgrade lên á là nó đưa cho em cái thẻ màu đen này nè cả nhà. Nè cái nhà, thường thường á em nói cái nhà là nước cam á là người ta sẽ thẻ có nguyên cái trái nè, người ta sẽ cái vỏ rồi ta làm xong người ta bỏ chỗ đó. Còn nếu á nè, người ta đang dắt ra nè cả nhà, chỉ có chỗ chợ này thôi ở nhà là có nước cam organic này và nước cam là nguyên trái. Đây nè, I want, đây nè cả nhà, khi người ta truy đây nè cả nhà, nước cam nguyên thủy là nằm ở đây nè, đó có giá đây nè, cái giá là 9.98 cent là nước cam người ta dắt ra từng trái như vậy nha, là nguyên thủy. Còn á, nước cam mà bằng nước ngọt á là chỉ có cái chợ kia thôi. Còn đặc biệt cái chợ này là phải có nước cam này, nếu mà mình đi chợ thì không có nước cam nữa đâu nha, nhiều người ta mua lắm. Cái máy người ta đang ra nè, wow. Khi mình mua người ta hỏi mình có muốn thử không, tất nhiên mình phải thử. Em thử nè. Oh my god, nó ngọt, nó ngọt lắm luôn á, đúng không? I love it. Mình chăm orange juice đây nè cả nhà, em mua 3 bình luôn, 3 bình là chị em 2 bình em 1 bình, tại vì em uống không có hết á là nó sẽ bị hôi ê lắm. Khi người ta làm xong á cái nhà thì người ta sẽ bỏ vô trong cái những cái hàng dài này để người ta bán nè. Thì cái nhà có thể thấy là cái số đây là số của ngày tháng hạn sử dụng đó, mà cái chai hôm nãy em mua. Còn ở dưới đây nè, người ta có cà rốt nguyên thủy luôn nè, 100% cà rốt nè. Ở trong đây đặc biệt bán cái gì cũng nguyên thủy không á nha. Ở đây nè cả nhà, thì người ta có bán cái dâu nữa nè. Dâu ở đây em thấy nó bự rồi nha. Dâu nè, cái hộp như vậy là nó có giá là 9.37 cent là cho 2 phao á nha. Mà em thấy dâu đây tươi ngon nữa.
nó không có bị giặt nha. Nãy giờ em lặt cái thường mình mua, mình lặt ở dưới đây nè, là mình thấy là dâu cũ hay không mình nhìn là biết nè. Hay không phải nhiều khi dâu mới mà nó cũng giặt á, mà ở đây nè nó không có giặt, mà trái nào nó bự nè. Còn ở đây cái nhà thì một cái bọc của trái chanh như vậy nè thì nó có giá là 4 đồng 48 cent trong một cái bọc như vậy nha. Và ở bên đây thì cũng có chanh luôn nè. Chanh ở bên đây là nó có hai loại, một loại màu vàng, một loại màu xanh, mà thường màu vàng này nó sẽ rẻ hơn. Loại này thì nó có giá là 3 đồng 92 cent. Cái chanh này á, thì nó tuy nó có nước nhiều nha, nhưng mà nó không có công dụng nhiều hơn bằng cái này. Cái chanh này nè nó rất là tốt hơn. Cái nhà ở đây á, thì nó có hai loại cá mà để cho mình phi lê nè. Cá phi lê có hai loại nè. Cái này là cá có phi á, phi lê đó. Còn ở đây có cá hồi nè. Cá bên đây cũng là cá hồi, nhưng mà cái nhà thấy nó màu tái không? Cái này là nó không có da, và ở đây là nó có da nè. Thì em coi để có da là bao nhiêu tiền. Cái da là 34.48, còn cái cá mà không da là 27.56. Ở đây nó cũng có tôm nè cả nhà, nhưng mà tôm này là nó còn vỏ, nhưng mà ở trong cái hộp như vậy thì có 18 đồng nè, 18 đồng mấy. Còn ở đây thì nó có là cái thịt của con cua ghẹ đó cả nhà, thì cái giá đây nè, thịt cua ghẹ thì có giá là 24.98. Ở đây nè cái nhà thì nó có bán là sườn non á, và bằng nguyên cái cục như vậy nè. Cục như vậy nó có giá 24.50. Như cái này nè thì nó có mười mấy đô à. Cái sườn mà ai muốn mua về để người ta nướng á thì lấy mấy cái sườn này nè. Rẻ luôn á. Nói chung cái nhà chỗ này thì nó bán giống y chang kiểu Costco luôn á nha. Nó rất là lớn luôn á, nhưng mà nó không có lớn bằng cái chợ Costco đâu nè. Ở đây nó có bán thịt bò nè cái nhà. Thịt bò này em thấy nó không có mỡ nè. Còn ở đây thì thịt bò ngon một chút nè. Thì đây cũng có thịt bò cục cục này, chắc em nghĩ làm cái hamburger để nhét vô. Cái giá là ở đây nè. Còn cái bò mà filet mignon á cái nhà, thì cái bò này nè, sao mà em thấy ở đây nó bán mắc rồi ta. Một cục bự như vậy là 100 mấy không đó, 100 mấy chở xuống á. Ở đây cục nhỏ như vậy nè thì nó có giá 136, này cục nhỏ nha. Và ở đây cũng có cục nhỏ nữa nè. Mà thường á mấy cái cục bò này cả nhà làm bò lúc lắc á, ăn rất là ngon luôn. Đây nè, 122.49 trời, cho mỗi một cái cục bò như vậy đó nha. Bò này ăn rất là ngon nha. Em hay mua cái bò này, nhưng mà tại sao trong đây nó bán hơi mắc á. Ở ngoài kia thì nó bán là rẻ hơn chút. Chắc tùy theo cái loại bò nó. Có nhiều cái bò nó ngon hơn là ngon. Còn cái dĩ bò mình mua về để mình làm steak á, thì đây nè, cục bự như vậy nè, mà có 3 loại, có 3 cục thì 52.71. Còn cái miếng bò mà nó cắt lát lát á, mỏng mỏng á, nó bự bự như vậy nè, 23 đồng, mười mấy đồng cũng có một dĩ đó nha. Ở trong đây thì người ta đang chế biến đồ ra để đem ra ngoài bán á cả nhà. Giờ thì anh này ảnh đem từ cái bò trong đây nè, anh để ra đây để anh bán nè cả nhà. Bò ở trong á người ta xếp ra đây, người ta ship ra đây. Cũng như là ở đây nè cả nhà, thì có thịt cốt lết á, thịt cốt lết người ta bán nguyên cái dĩ bự lắm nha, có 20 mấy đô à. Đây nè. Cũng giống như kiểu Costco bữa em quay á, là người ta có bán ở trong cái dĩ gì mà để nhiều cái miếng cốt lết đó cả nhà. Ai làm cơm sườn mà mua ở đây là thì nó rẻ hơn. Dậm dậm đây là còn là thịt bò, thịt heo. Ở đây là thịt heo nè. Cái này là thịt heo này nha. Giống như cái sườn cây mới nãy em chỉ cái nhà đó thì ở đây cũng có nữa nè. Một cây như vậy là 17 đô nè. Phía trong này thì người ta cũng giống như trong chợ Costco có pharmacy, nhà thuốc tây á cả nhà. Ở đây thì người ta có cái con gà để người ta nướng người ta bán cho mình nè. Thôi mỗi một con như vậy thì có 12.98. 12 đồng 98 cent. Con gà nè cả nhà. Ta nướng rồi á, mình chỉ việc đem về mình ăn thôi. Đây nè cả nhà, em nói mấy video trước á, bánh của Mỹ người ta làm nè, bánh kem á nha.
bánh kem á ngọt lắm luôn á nè. À, thiết kế là cũng đẹp chứ bộ, mỗi một cái như vậy thì 9 đồng mấy 8 đồng mấy. Dạ nhâm nhâm hả, con muốn ăn hả, con bệnh là đâu ăn được, kêu em nhâm nhâm. Ở đây nè cả nhà, có bánh mà bỏ trái dâu nữa nè, cũng đẹp ha. Trái dâu, có trái dâu hay thiết kế trên này thì một chút đẹp đẹp một tí là 18.98, còn cái nguyên vỉ bánh loại nhỏ nè 16.98. Giấm mì, nói đây giấm mì, còn nói đây giấm mì, giấm mì. Con muốn ăn hả, con đâu ăn được, hôm nay con em bệnh không có được ăn cái này, đi chợ mua đồ về nấu cháo cho con em, sẵn em quay cho ông bà cô chú xem một chút ở trong chợ này á. Trong đây người ta sẽ đang làm cái bánh kem ra cả nhà đó, trong đây người ta làm cái bánh kem xong sẵn người ta làm bánh mì luôn á. Bên đây á thì nó có loại bánh loại nhỏ hay nguyên hộp bự như vậy nè, một hộp bự như vậy thì nó có giá là 15.98 ông bà cô chú anh chị, có cũng rẻ, nó có không mắc, nhưng mà cái này ăn đường lắm. Đây nè, người Mỹ họ làm một cái bánh nó rất là đơn giản hơn kiểu Việt Nam á nha, nhưng mà em thấy cái bánh của người Việt Nam người ta khắc á, nhìn đẹp hơn. Người Mỹ đơn giản như vậy thôi à. Thì trong đây á, cái nhà thì cũng có bán thuốc nữa nè, thuốc ấy giống kiểu Costco luôn á. Quá trời luôn. Thường ông bà cô chú anh chị, em thấy có nhiều người người ta bán cái Olay này nè, em về Việt Nam bán nè, thì ở đây nó có giá nè 39.98. Xin lấy này cho mẹ nè, lấy hai tay đi, lấy đi. Cả nhà cái này là em hay dùng để rửa cái make up á, cái này rất là tốt, nó có cái độ bóng á, ở trong cái miếng giấy á. Ở đây thì nó có là bốn cặp như vậy nè cả nhà, bốn cặp như vậy mà xài rất là đã luôn á nha, nó remove make up nè. Nhà em á, chị em là đều xài cái này lắm nè, và em thấy nhiều người con gái bên đây người ta hay xài lắm. Trong đây thì cũng có cái bánh mì này nè cả nhà, giống như hồi bữa em mua trong Costco cho mấy bé đó. Thì ở đây nè, cái giá là 6 đồng 88 sen cho một cái bịch như vậy nè. Có 32 cái. Trong đây á thì có 32 cái thì có giá là 6 đồng 88 sen. Cái bánh mì này ăn á, ở trong nó hơi ngọt ngọt á, để cho mấy đứa bé đi học được cả nhà. Còn cái bánh này nè, mấy lần trước em có làm nè, bánh con sò này nè. Trong đây á, cái nhà biết không, cái bánh này á nó ngon thiệt, nhưng mà ăn bị khô. Còn ở nhà mình làm á, mình nướng á, nó vừa chín tới nó không bị khô. Cái này em ăn á là nó hơi bị khô nè. Mà một hộp như vậy thì nó bán cho mình bao nhiêu ta, 8 đồng 48 sen cho một cái hộp như vậy nè ông bà cô chú anh chị. Thì ở đây thì có hạn sử dụng nè. Trong đây thì có cái đồ bán cho mấy đứa con nít nữa nè, có cái áo khoác nè, có cái đầm nè, và đồ ngủ cho người lớn nữa nè ông bà cô chú anh chị. Thì cái xay ở đây nè, đồ ngủ á nha, đồ ngủ dài á, nó có để như vậy cho mình thấy nè, cũng như là dép để cho mùa đông nè, cho mình mang ở trong nhà. Thì em coi cái này thì có giá là 12 đồng 98 sen cho mỗi một cái đôi dép như vậy nha. Nó có nhiều loại xay luôn á nha. Áo thun cho mùa đông, áo thun cho mùa đông nè cả nhà. Đó, mỗi một cái áo như vậy nè, nó có cái hình cho mình coi nè. Nó là small. Cái giá tiền đâu. À, mỗi một cái thì có 12 đồng 98 sen. Thì ở đây nó có mấy cái đôi giày cho con nít nè. Em thấy cái này nó thiết kế hay nha. Thường á, thiết kế là có những cái là giống như cái đôi giày á, thì ở phía sau nó hơi bị cứng, mấy em bé mang nó sẽ bị đau. Cái này nó không cứng nè. Để em coi cái này size số 6, nhưng mà cái này là giá bao nhiêu. À, cái này cho kids á, là 14 đồng 98 sen cho mỗi một cái đôi giày. Cái này là gọi là giày hay dép luôn á, cái này là giày đi ha. Trên đây thì giày nè, rồi ở đây là gọi là giày luôn phải không? Còn cái đôi giày mà dạng như kiểu cao á, để cho mấy bé đi học á. Ờ, cái này chắc em cần mua cho Mason một đôi không ta? Mason thì có giày nhiều rồi, nhưng mà chưa có đôi giày nào mà cái giày cao như vậy. Mấy cái đôi này có 11 đồng 81 sen nè, cho loại cao như vậy cả nhà. Trời, mấy cái áo như vậy nè cả nhà,
cái nhà có tin là nó rất là ấm lắm nha, nhưng mà có giá có 17 đồng mấy à, cho mỗi một cái áo như vậy á. Mùa đông mà mặc cái này là cực kỳ là ấm luôn, tại vì cái lông của nó là cái nhà giống như cái mền vậy á, rất là ấm luôn á. Còn cái áo gió ở đây thì 27 đồng mấy. Giờ mấy cái vớ nè, cái áo cho mùa đông cho mấy em bé nè cả nhà, thì nó có giá là 19 đồng 98 sen nè. Ở trong nó có mấy cái này nè, em rất là thích luôn á đó. Giống như cái áo của con em nè, ở trong nè nó có bằng cái này nè, em rất là thích luôn á, nó rất là ấm, có mười mấy đồng à. Cái này có mười mấy đồng à, giống như cái cây mà sưởi ấm á cả nhà. Hồi bữa em có quay cho cái nhà xem á, thì cái cây này ở đây thì nó có giá là 129.98 một cái căn nhà cho đồ chơi em bé cả nhà. Thì ở trong đây nè, đó nó để như vậy thì nó có giá 299 đô cho mỗi, cho một cái căn nhà đồ chơi em bé đó, là chỉ có cái này thôi nha. Wow hả, cái xinh wow hả. Đồ chơi kìa, còn trên đây thì mười mấy đồng thì cũng có đồ chơi cho con nít nữa nè. Một hộp 24 đồng, mười mấy đồng cũng có, ôi quá trời luôn. Bye bye đi cây sình, bye đi. Đúng. Hả? Con đâu biết chơi đâu. Ồ cái đó con biết chơi, nhưng mà mẹ không mua, nhà có nhiều đồ chơi lắm con. Này chiếc xe kìa, chiếc xe nè. Hồi đó Mason còn nhỏ, cái nhà em tốn Mason biết bao nhiêu tiền mua này nè. Mason rất là thích chơi mấy xe này nè. 1, 2, 3, 4, 4 là 8. Có 8 chiếc này thì có hai giá là 27 đồng mấy. Còn ở đây là cái nhà biết gì không? Cái cỏ giả đó, miếng thảm mà làm người ta làm bằng cỏ giả đó. Để em gọi cái này bao nhiêu nhà nhìn đi thương. Y nhiều người ta nhìn vô người ta không có nghĩ là này cỏ giả luôn á, nhìn nó rất là đẹp. 169 đô 98. Đây cho mỗi một cái cỏ giả miếng thảm này. Còn bên đây á thì là có cái miếng thảm nè. Miếng thảm để lót ở dưới phòng khách á thì nó có giá là 199 đô 98. Cho mỗi một cái miếng thảm như vậy. Ồ cái ghế này nè, cả nhà nhìn dễ thương không? Nó có đồ cái thiết kế dưới chân này nè, em lắc được luôn á. Đây nè. Cái này thì nó có giá là 399 đô. Thay vì 400 luôn đi, nó không cho chẳng đâu nha. Ngộ à. Cái tủ nhỏ như vậy nè cả nhà. Tủ nhỏ như vậy thì nó có giá là 349 sen. Trong này nó có bán nhiều loại bánh lắm nè. Bánh mà ăn, cái bánh chip á, mình để ăn chơi á. Em sẽ lấy cái bịch này nè. Bịch này em thấy ăn nó cũng ngon lắm nha. Bịch này để em coi là giá bao nhiêu. À có 4 đồng 48 sen cho một bịch bự này nè. Nè cái xin cam ý, mua về cho anh em ăn. Mình mua một bịch gì mình lời. Giống như cái thùng này nè cái nhà, thì nó có nhiều loại bánh trong đây đó nha. Nhưng mà có 50 cái nè, thì nó có giá là 10 đồng 38 sen cho một cái thùng như vậy. Mình mua như vậy mình lời lắm mấy cái nhà. Nó có nhiều loại bánh trong đây chứ không phải là chỉ một đâu. Nè nó để cho mình thấy nè. Cả nhà ơi, hôm nay em quay sơ sơ cho ở nhà xem một chút nha. Mai mốt em sẽ quay cận cảnh nhiều hơn nữa, tại vì bây giờ em về để nấu cháo cho con em ăn á. Không bà cô chú, cái sình đang bệnh á bà cô chú, cho nên mặt hơi bị bơ phờ. Ở cái khúc ngoài đây là cái khúc để mình tính tiền nè. Đó, ông bà cô chú có thể nhìn thấy là chỗ tính tiền giống như ngoài Costco luôn á. Chỗ này à, ông bà cô chú anh chị thì giống ngoài Costco, nó có chỗ người ta bán đồ ăn nè, hot dog và bánh pizza. Ở trong đây thì người có chỗ ngồi để người ta ăn luôn, y chang luôn á nha. Rồi bây giờ mua thì cũng xong á, thì chỗ này là tính tiền nè ông bà cô chú anh chị. Cả nhà khi em mua tổng cộng á, thì ở đây nè em bấm em scan rồi đó, thì ở đây thì nó hiện con số tiền trên đây. Và chỗ này thì người ta chỉ lấy mình trong cái thẻ thôi nha, không có lấy tiền mặt của mình đâu. Do hôm nay em đi sớm á cái nhà, chứ lại không phải cuối tuần á, cho nên chỗ này nó vẫn còn trống nè, nó không có được đông mấy. Đây nè, cũng chưa đông mấy. Chỗ này cũng giống như chỗ Costco rồi cả nhà. Trước khi mình đi ra thì người ta sẽ kiểm tra coi mình có mua có đúng trong cái tờ giấy của mình không. Hi. Good morning. Thank you. No, yeah. Đó, người ta đang kiểm đó cả nhà, coi mình mua có đúng cái số mặt hàng trong tờ giấy hay không á. Good. Thank you. Bye location, bye.
cái chiếc xe này thì em có quay video mấy lần trước cho cả nhà coi đó, thì chỗ xe này là dành cho mấy người là giống như lớn tuổi, người ta đi đứng khó khăn á. Nãy bên đây á là chợ Sâm Lấp, còn khúc ở đằng đó là chợ Costco á cả nhà, nó cũng gần lắm. Xe người ta chắc chồng chồng để đi chợ, người ta đẩy vô bằng như vậy nè. Nè cả nhà, cả nhà có thể thấy cái tay của em là nó dợp rồi, biết sao nó lạnh lắm, nó khô cái tay em hết trơn luôn nè, khô nè, nó lạnh lắm. Hôm nay có mười mấy độ à. Nè ông bà cô chú anh chị coi mấy thức nè, em bới một cái tô cháo cho coi ăn nè, cháo cá đó, đó bé đang bệnh nè. Mầm mầm xong uống thuốc nha. Nó no, để mày rút cho đổ đó, để má mày tự múc cho. Cũng giống như mọi khi ở cái nhà thì cái chai này nó giúp cho con em là nó bớt ho đó, thuốc ho đó cả nhà. Thì con em thì được uống 3 ml. Đây nè, đúng 3 ml rồi nè. Cái này nó giúp cho nó bị ác xì nhảy mũi đó, rồi xong nó bị ho, có đàm á cả nhà. Thì cái chai này em thấy con nít đó uống tốt nè. Và ở đây thì cũng có cái chai giống như vậy, mà ở đây là của buổi ban đêm, ở đây thì ban ngày. Hả mình ra. No, đây nè. Cho uống miếng kìa. Kìa, ông bà của chú ơi, kìa. Uống một miếng thôi, hả mình ra. Wow, cái nhà ở đây nó có bán cái tắc nó nè, cái tắc Việt Nam nè. Đây 150. Này cây này 200 nè. Tầm xuân màu vàng. Thì đây nè cả nhà ơi, cũng là một ba năm bánh mì đây. Hồi sáng á, giờ á em nấu cho cháu cho con em rồi á, cái bắt đầu em đi đón thằng con của em. Đón sẵn cái hôm nay thèm bánh mì á, sẵn mua ăn luôn. Mà cái tay em nè, trời đất ơi, nó giật lại quá trời luôn á, giống như nó bị dâm lại á, cả nhà biết cái độ lạnh cái nào á nè. Tay em ngày xưa đâu có xấu cái gì, bây giờ nó xấu tàn da luôn. Còn em đậu xe lại để em ăn á cả nhà.
cho nên con em không có xích beo. Tại con em thì ăn bánh mì rồi, ở nhà thì có cơm với gà nướng cả nhà. Mà tại vì sẵn chớm em trên đường á, em đi qua chợ để ngày mai em khỏi đi á, tại vì lạnh quá, ngày mai lạnh nữa. Cho nên em không muốn đi ra đường tại con em mới bệnh á. Cho nên bồng tới vùng đuôi nó dễ bị ho, tại vì nó con em đang bị ho. Mà nếu mà bồng tới vùng đuôi á, trời lạnh ngoài vậy nó dễ bị cảm nặng nữa. Bánh mì em mới nãy nè, em bẻ cho thằng nhỏ cả nhà, cho nó ngồi im á, cho nó ổ bánh mì em nè. Em mời cả nhà ăn với em nha. Ngon. Em biết hết bánh mì này y chang của Việt Nam mình luôn á, mà vừa làm ăn ngon nữa. Bánh mì này đó giờ lần đầu tiên á em ăn bánh mì chỗ kia, sau này chỗ đó sao á, chỗ đó cũng ngon sao quá. Cái em ăn bánh mì này tới bây giờ là cái vị này y chang của Việt Nam làm thích rồi. Ngon quá cả nhà ơi. Đấy, trước khi đi á, em cho nhỏ một bình sữa rồi, ăn tô cháo, uống thuốc, cho bình sữa. Ngồi trên xe, cho đẩy qua chợ á, em cho ăn bánh mì không nè, cho khỏi la làng á. Ngon thiệt đi. Nãy em đi vô trong chỗ bánh mì nè cả nhà. Trong chỗ bánh mì đó có bán tắc mặt của Việt Nam luôn. Tắc bằng cây nha, không phải bằng trái nha. Mà sao em thấy không, mà sao em thấy tắc cái chỗ đó bán mắc hả ta? 150-200 tắc công nhận ở bên Mỹ bán mắc thiệt luôn á. Để bữa mẹ chồng em gửi qua cho đỡ tính tiền. Chứ tắt mua mắt mà dạng như không có nữa. Mà tắt cái chỗ mới nãy em quay vô cái nhà đó rồi, để trong bánh mì nè. Sao bằng cây chúng để người ta kiển người ta. Ở Việt Nam mình mấy cây là kiển đúng không? Ở bên đây là người ta chắc em nghĩ ta trồng để uống á, để ăn uống á. Một cây 150, một cây 200. Chạy ra Việt Nam hả, 250 400 mấy gần 5 triệu thôi, trời ơi một cái tắc. Nè, cái nhà con em nhỏ mà. Anh ăn bánh mì mà không biết có ăn không hay là quậy hay là dục vô xe. Y chang sữa Việt Nam cho 10 điểm, rất là ngon. Bơ nó thơm nè, nó béo nó thơm. Thật đó, không nghe mùi gì đó. Thật giống nha, mùi hôi. Bánh mì đặc biệt chứ là bánh mì giòn lắm nha. Dưa leo ngon, dưa chua rất là ngon. Ngày xưa cái chỗ này cái nhà nó không có đông đâu. Cái dạo đường đây đó, đông lắm kìa. Mình đi mình lại mua, mình gọi điện mình phải đợi đó. Chứ không phải là mình gọi điện xong á mình lại mình lấy liền, không có. Mình gọi điện xong mình cỡ mấy cỡ 50 phút sau mình lại chưa có nữa. Có nhiều người ta ngồi chỗ đó, người ta ăn tại chỗ, và có nhiều người ta không ăn tại chỗ, giống như người ta order ở trên điện thoại á, rồi xong ta lại đắng, người ta ngồi ta đợi ta lấy đó cả nhà. Sáng em có quay cho cái nhà xem là cái chợ xem lớp á. Thật ra cái chợ đó cái nhà đồ trong đó nó cũng lớn.
nó cũng to lớn nhưng mà không to lớn bằng cái chợ Costco. Trong đó nó còn không cho có bịch luôn. Ngon hơn á xì nhảy mũi sô mũi không có nóng, hy vọng là đừng có nóng nha. Cả nhà ơi, video của em xin hết tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra coi video của em. Nếu thấy video của em hay á, thì hãy cho em một cái nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ. Và những gì thắc mắc á, thì ông bà cô chú anh chị comment ở dưới video cho em biết nha. Bye bye. Bye bye Kason. Bye. Bye đi. Bye. Kason bye hết nổi rồi, ông bà cô chú anh chị đang bị bệnh nên bye không nổi. Ông bà cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở bên tay trái của em nè, là những cái khúc này nè, người Mỹ người ta cắt nhà lẻ quá trời luôn. Ngày xưa mấy cái chỗ này nè, mấy cái chỗ này em quay nè, ngày xưa mấy cái chỗ này là còn là bãi đất trống, còn là cây không à. Còn bây giờ là người ta cắt lẻ quá trời luôn, mấy cái căn nhà là người ta là giống như kiểu là chung cư á cô chú anh chị. Chung cư người ta cho mướn từng nhà đó. Bây giờ á, em thấy người ta cắt ra chỗ này, chỗ đó bây giờ đẹp quá trời luôn á. Công nhận người Mỹ người ta cắt nhà rất là lẹ luôn á. Cái đường này nè, ngày xưa em đi á là còn hai bên còn là cây rất là nhiều luôn mà không có nhà nhiều. Còn bây giờ á là người ta bỏ cái cây, người ta xây nhà nhiều lắm luôn.